Dạ bà con, cô bác thân mến, hiện tại là các thí sinh đang di chuyển vào phòng cát. Hôm nay là ngày cát cuối cùng. Hôm nay là ngày cát cuối cùng của ngôi sao miệt vườn mùa 3. Đó bà con, cô bác nào mà chưa tới cát thì nhanh chân tới 113 Nguyễn Hữu Trí nha. Hôm nay là ngày cuối cùng, cơ hội cuối cùng cho những ai muốn tham gia ngôi sao miệt vườn. Dạ, hôm nay tụi em bắt đầu cát từ 9 giờ sáng và có thể là sẽ kết thúc vào chiều tối, nhưng mà chưa biết cụ thể thời gian nào, tại vì chưa biết cái lượng thí sinh hôm nay như thế nào. Dạ, bình thường là mình sẽ cáp tới khoảng 10 giờ, 11 giờ. Dạ, có khi là gần 12 giờ luôn. Nhưng mà hôm nay nếu mà cái ngày cuối mà thí sinh đông thì mình sẽ cáp tới hết luôn. Cho nên bà con cô bác nào mà chưa tới thì mình hãy nhanh chân tới nha. Cơ hội cuối cùng cho ngôi sao miệt vườn mùa 3 ạ. Đó, bà con cô bác tới sớm nè, mình ăn sáng, mình uống nước, rồi mình lấy hơi, lấy sức, mình hát, rồi mình lấy số báo danh sớm sớm một chút. Dạ. Quay, vừa mới quay cái lễ khép cái chân lại liền. Đó là phải quay chứ, sáng rồi câu để vậy sao để. Chào bà con cô bác đi. Chào bà con cô bác. Hôm nay là ngày cuối. Ngày cuối tụi em. Ngày cuối của cách tin ở sao miệt vườn à. Dạ con cảm ơn cô. Dạ cô ơi, số báo danh của cô là hiện tại là 113 à 1000. Ờ vậy biết chừng nào con. 1013 nha cô. Ờ. Dạ khi nào 30 phút nữa. 30 phút nữa ha. 30 phút nữa mới có số báo danh thì con sẽ phát cho cô nha. Dạ cô ngồi đâu đây? Dạ cô ngồi đâu? Dạ cô ngồi uống cà phê những khung viên trong quán đó cô. Dạ, dạ. Bạn chị hỏi hướng dẫn giùm chị đi. Dạ dạ. Dạ em chồng nè bà con cô bác ơi. Nhưng mà chưa thấy mặt chồng luôn mà cứ kêu em chồng chị dâu miết à. Dạ đây bác con. Dạ. Cô chủ yếu là cô vui thôi. Tại vì cô hay tới phòng trà cô hát là con đó cũng thấy. À cô hay đi hát phòng trà. Hay hát phòng trà. Dạ. Cô biết khiêu vũ rồi biết hát ca nhạc, biết hát cải lương luôn. Trời ơi, đủ thể loại luôn hả? Thể loại luôn. Tại vì từ hồi ông sáu mới bây giờ đó. Dạ đây là những cái hình ảnh rất là dễ thương bà con cô bác. Trước khi mình vô casting là mình cũng cúng tổ thắp hương, mình cầu cho tự tin may mắn suôn sẻ. Dạ đó, một ở đây là top thí sinh thứ hai, đã có một top ở trong phòng cát rồi, đây là top thứ hai chuẩn bị di chuyển vô phòng cát các bà con cô bác. Trong phòng cát là trung bình là cứ có khoảng 20 bà con cô bác đợi sẵn ở đó rồi, sẵn để thí sinh này lên hát xong là thí sinh tiếp theo lên luôn. Dạ, cho nó nhanh, cho nó liên tục chương trình. Dạ. Yeah. Anh chị hài không à chị ơi, anh chị hài không à. Nhưng mà anh Sang với anh là hai người bạn, có bạn hai nghệ sĩ là có cùng cái thể loại không anh? Không cùng hả? Tại vì tụi em đang cần những cái giọng hát, những cái tài năng như anh Sang dữ lắm á. À. Em bên nhạc, còn anh bên hài. Anh Sang ơi. Dạ. Anh Sang, nè. Dạ, có một người nữa nè anh Sang. Một người nữa nè anh Sang nhận ra không? Thấy không? Chào bạn em. Ủa anh Sang ơi, sau mùa 3 khởi động rồi mình không lên mình casting chương trình vậy anh Sang? Thấy là nhiều bà con cô bác hỏi thăm anh Sang á. Sang thử thử lên làm giám khảo ngồi mà sao dữ vậy? Giám khảo ngồi casting thí sinh vui á anh Sang. Hỏi anh Sang có show nhiều không? Anh Sang đi dắt ở trên hội quán. Bà có một tin vui nè anh Sang, thiệt sự luôn là mấy các bà con cô bác á, xem những cái mùa đầu mùa 2 là hỏi thí sinh ấn tượng nhất á, là có cô chú nhớ là nhớ tiết mục của anh Sang nhất đó. Mặc dù tiết mục của anh Sang không phải là tiết mục rất hay, nhưng mà tiết mục của anh Sang là gọi là truyền cái niềm vui á cho các cô chú khi mà xem tiết mục, nên là các cô chú ấn tượng nhất. Thành ra mùa này của tụi em mùa 3 thì tụi em cũng đang tìm những cái anh chị, những cô chú thí sinh mà hát hát vui, hát truyền năng lượng tích cực giống như anh Sang đó. Anh Sang mà có đồng bọn nào giống vậy anh Sang hú lên giới thiệu tụi em nha. Đang kiếm anh đấy, tập cho anh này đi, anh em này đi nè. Ca thì được đó, anh đang tập thêm hài. Thêm hài nữa ha. Dạ. Dạ ca nhạc chữ tình. À anh ca nhạc chữ tình. Đó là anh ban ca nhạc tâm tình chứ đâu có ca nhạc chữ đâu. À là hát hay à, hát hay ha. Bolero chữ tình. Đâu giờ nhờ anh đó hát ca hát miếng đâu mà. Xíu à. Xíu luôn, hát xíu luôn. Anh có giống anh Sang không anh?
Anh có giống anh Sang không? Anh hát không, anh hát vui chữ tình, đối diện với ảnh luôn, đối diện hát không? Ngược với ảnh luôn. Em tự hát đối đầu với anh Sang. Để chút cái tin hay gì chút đi cho nó bất ngờ ha. Ra, tại mặt đầu này tự tin nha anh, sướng không tự tin nha. Em cảm ơn anh Sang nhiều đã rủ bạn bè ở dưới cùng lên dự nha. Anh Sang, anh Sang ơi, cho Lệ mà Lệ mới công việc nhiều. Cái gì gửi cho Lệ cái gì? À, cái không tin hả? Quá trời, quá anh Sang nhiều món quá ta. Nhiều bạn bè, dạ có nhiều cô chú ở dưới quê, nhiều khi xem chương trình mà không biết cách đăng ký, nên là có gì anh Sang ở dưới giới thiệu giùm cho tụi em. Nhưng mà hôm nay là ngày cuối casting rồi. Đúng rồi, không kịp nữa, anh Sang giới thiệu, anh Sang giống như một tấm gương truyền cảm hứng vậy đó bạn. Ôi, hôm bữa nay nhìn có điện thoại đẹp trai quá ta. Nếu có qua mùa 4 thì anh Sang giới thiệu thêm. Dạ. Phải đi khỏi xe diễn luôn hả? Lại nó không quá. Dạ. Thôi không sao, coi như hẹn mùa 4 ha. Mùa 4 thì coi có ai cô chú anh chị nào mà ở dưới á, cái anh giới thiệu giùm tụi em nha. Bữa nay ai lên kịp thì giới thiệu nhanh Sang, bữa nay ngày cuối rồi. Bữa nay ngày cuối casting rồi. Hôm nay ngày cuối casting rồi. Vô diễn luôn, nhân việc thi. Không được, không được. Cái điện thoại sao mà giờ phải đưa cái lỗ tai vô cái mới nghe được vậy hả? Dạo này nghe nói mới xây nhà mới phải không? Tiếp luôn à. Nói thử, nói chung là giá cũng mềm á, nói thẳng luôn giá không có cao đâu, đi cho diễn tỉnh mà, đầu tiên mà. Ông nói gì mà giống nghe. Ông nói gì mà nói với mấy người ảo thuật gia đây nè, đề tài đây nè Sang ơi. Rồi. Thôi để anh Sang nói chuyện với bạn đã tiếp sức cho anh hôm nay, anh hát nhạc trữ tình đối đầu với anh Sang. Cảm ơn anh nhiều nha. May mắn nha. Bạn anh Sang cho nên tụi em sẽ đặt cách vô vòng ưu tiên được hát 3 bài. Bạn anh Sang anh có chuẩn bị 3 bài không? Nhiều hơn. Một bài thôi. Dạ, có chuẩn bị rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cho em gửi lời cảm ơn anh Sang với lại các anh ở dưới luôn hen. Bye Sang. Bye anh Sang. Hôm nay có casting lần đầu tiên mà có gì thí sinh mùa cũ gọi điện thoại động viên cho thí sinh mùa mới. Mà thí sinh mùa cũ này chất lượng nha. Hạt giống mà. Mà có anh Sang có hướng dẫn anh kinh nghiệm hát không anh? Có luôn hả? Hướng dẫn hài. Em cho là anh là hát hay, anh là trữ tình. Dạ. Không, nhiều khi mà bây giờ tôi lại không bây giờ bạn anh Sang nhưng mà hát đối đầu với anh Sang là ok đó bà con cô bác, chứ mà hát mà hát ngược với anh Sang, hát ngược là ok đó em, nghe vậy là ok rồi, chứ còn mà hát mà giống anh Sang thì là hát vui lắm nha bà con cô bác. Thì không đậu hát đậu mà mùa này chưa có thí sinh nào mà vui như anh Sang luôn á. Tụi em đang tìm kiếm rất là nhiều luôn á. Anh Sang có ai ở dưới mà chơi thân với anh á, anh giới thiệu lên nha anh Sang. Ở dưới ai chơi thân á? Dạ, chơi thân á, giới thiệu lên. Dạ, tụi em đang cần tìm nhân tố giống như là anh vậy đó, mùa này chưa thấy nè. Dạ. Dạ thôi, bye bye nghe. Em vô casting à. Chúc anh may mắn nha. Dạ, dạ, chào anh. Đó. Hello anh. Một nhân vật rất là quen mặt trong những cái tiết mục sôi động của Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Một chân nhảy của Hội quán. Hôm nay anh lên casting nhảy hay là casting hát anh? Hát chứ. Dạ. Casting hát chứ nhảy gì? Hát casting hát, nhưng mà anh phải hát sung nha để anh nhảy luôn. Hát nha, nhạc sôi động. Đúng rồi, thì nó mới ra được hết những cái chất của anh. Là như mọi người biết là trong những tiết mục sôi động của Hội quán là lúc nào anh cũng lên cổ vũ, anh cũng lên nhảy để hòa nhịp với lại các tiết mục đó và làm cho tiết mục trở nên rất là hấp dẫn. Đó. Hôm nay anh sẽ thi bài gì anh? Bài Ôi Tình Yêu. Ôi Tình Yêu. Dạ. Anh giới thiệu với bà con cô bác, anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu ạ? Anh hiện là ở An Lạc, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, anh tên gì anh? Tên Thanh, năm nay 50 tuổi. Dạ, anh tên gì anh nói lại?
tên là Nguyễn Văn Thân. Nguyễn Văn Thân, 50 tuổi. Mà sao nhìn ta nói nhìn thanh niên dữ vậy trời. Anh có tập ấy không anh? Anh có tập tập gym tại nhà. Dạ. Quá trời trẻ trung. Anh có gia đình chưa ạ? Có gia đình. Dạ. Anh có mấy cháu rồi anh? Có một cháu, 26 tuổi. Trời ơi, mà rất là trẻ, nhìn rất là thanh niên luôn. Anh làm công việc gì ạ? Anh làm công nhân pha lóc thịt ở chợ Bình Điền. Trời ơi, ôi tình yêu. Ôi tình yêu hôm nay nhảy dữ. Ôi tình yêu nhảy dữ thôi nha anh. Ôi tình yêu hay sao? Nó thái á. Bà có những mối tình, có những mối tình đúng không? Quá trời luôn. Rồi bà nó nhảy được nha. Trời ơi, thì anh mà. Hôm nay vẫn là cần xếp những chiếc quần vô lưu chơi được. Những chiếc quần đốm và chiếc áo thun rất là body, khoe chọn cái vóc dáng tập gym của anh. Hy vọng hôm nay tiết mục của anh sẽ là tiết mục ấn tượng. Nếu anh thấy anh nói là để chị Mama mới giới thiệu anh đó. Đó là ra tiết mục là tròn chỉnh luôn. Nói chung thấy hai mùa trước là nó ca hay thì nó có nhiều, mà ca vui cũng có, nhưng mà cái mà ca mà để ca nhảy thì nó không có. Đúng rồi, hy vọng là anh sẽ là một nhân tố đặc biệt nhất trong chương trình, mà có thể là nhảy tương đương với lại anh Sang Hự Hự, đúng mà không? hơn chứ mỗi người một vẻ. Đúng rồi. Nhưng mà ê hên nha, tính là sáng nay anh Sang gọi điện hỏi thăm trình là sao mà hôm nay là nhiều thí sinh nha. Có nhân tố vui giống như là năng lượng anh, nhiều tiết mục năng lượng tích cực. Giọng hát thì mình chưa biết nha, tại mình đó giờ mình thấy anh những cái bước nhảy thôi, còn giọng hát thì chưa biết như thế nào, nhưng mà về anh có thể nhân tố nè, của tôi thấy ai chưa? Thấy rồi. Lấy cho anh cái số nào mà đặc biệt ưu tiên nhất cho nha hai em. Lấy rồi cho nên là vô đọc thông tin mình. Lệ ơi, lấy cho anh cái số 2000 á nha Lệ. Số 2000 là tới mùa quýt năm sau mới được thi luôn. Cái số đó không cần thi. Cái số 2000 là không cần thi. Anh có thể ra đây anh tập luyện sơ sơ cho em ơi, vậy là đăng ký cho bà con cô bác thấy cái mục coi được vô là anh vô điệp khúc luôn hay là sao? Ừ, vô ra thì đầu vô điệp khúc cái gì? Khúc đầu là có nhảy chưa hay là vô điệp khúc mới nhảy? Đâu cái đó là ví dụ nhảy thì không, vô mình nhạc có trống rồi kia có nhạc cái mới dễ nhảy, chứ còn nhiều khi đời không sao nhảy. Dạ. Nhạc phải nhảy theo điều trống. Dạ, nhưng mà anh những cái bước nhảy đó là tự nhiên mình biết hay là mình có em học? Học trên mạng. Học trên mạng là anh học lâu không anh? Nhanh mà. Với xưa hồi năm 93-94 thì có học nhạc tua. Nhạc tua, nhưng mà nhạc tua phải đi vũ trường, nhiều khi đám không có nổi. Nhạc tua tiếng nghe của rumba cha cha cô ba sô rồi đó, nhưng mà mấy cái nhạc đó phải có nữ, dùng sân khấu phải rộng. Dạ. Còn nếu mà đám tiệc thì sân khấu giải chiến không mà sao mà nhảy là đâu có nữ là đào đâu nè. Cho nên thấy nó lỗi thời tập cái nhạc bây giờ này là hết giấy rồi. Súp là đen, sách si đen, sách si đen. Disco, cha. Có điều này dễ dễ không? Bước nào anh thử đây biểu diễn em, ví dụ như bước nào là bước căn bản nhất mà bình thường em thấy anh nên hay nhảy trên hội quán á? Là em thấy anh nhảy mà anh lướt trên chân á. Moonwalk đúng không anh? Moonwalk là của Michael Jackson. Michael Jackson là đó là chờ. Súp lơ đen. Súp lơ đen đó. Anh thử dạy em cái khúc có đi. Đúng mê nào. Cái khúc mà anh cờ lướt gì nè. Cái kia sân khấu này nó nhám lắm. Nó nhám lắm hả? Chứ bình thường đứng trên nó nhảy được không? Bên kia nó nhám, nó nặng, nó bám được cái giò mình không có lướt được. Sao không? Bình thường anh lên nó lướt như dữ cái, vậy? Ví dụ như cái vụ nền gạch men đồ thì mình lấy được. Ra đây nè, ra đây đỡ nhám luôn. Không có lên, ví dụ cái này nó bám nó kinh lắm. Nhảy là nó. Thế sao bữa đứng dưới đây nè, nhám mà tao nhảy sung dữ vậy. Nhảy nước dữ vậy có nhạc nó vô phải không? Nó nhớ nhạc giống như mà trăng lăn mà gặp trống. Bây giờ anh thử em vài bước đi, ví dụ cái tổ hợp gì đó. Ví dụ như vậy hả? Trời ơi, rồi mình một tháng mình thay mấy đôi giày anh? Mình để trên gạch men là nó không có ấy, dễ
Cái này nó bám chừng dữ lắm, nó không có đưa nhanh nữa. Nó mòn ghép hết. Nó mòn mà nó nặng, chừng con lát nó mỏi liền. Chảy không có đủ. Đúng rồi, nó không có cái độ nước. Nước cũng rồi. Bây giờ không có độ nước, bây giờ mình nước. Đó, đó, đó. Nó không có nhanh được, nó không có diễn cái mà. Anh nói học trò làm liền anh. Thị Phạm mà học trò làm ngay. Ủa, diễn thôi nè. Bây giờ nhờ. Hết. Ừ. Rồi sao vậy? Về thay đôi dép tiền. Trời ơi. Thua lại tái phục sư phụ. Khó à, cái này nói chung phải có khiếu nữa anh. Cái này cũng như anh không có gì. Mình thích mình xem hoài cái nó nhớ trong cái đầu mình cái tự mình tập được à. Nhưng mà cái tóc dáng của anh cũng rất là đẹp, rất phù hợp với lại những cái vũ đạo sexy dance đồ đó. Thì sexy dance thì nhảy sexy dance bởi vì nó bây giờ nó mấy tuổi trẻ nó đi quán bar nè, đi bay nó tập đó. Đi bay. Thấy nó phù hợp chạy theo hướng thời đại chứ còn mình chơi qua cổ điển quá nó lỗi thời. Nói chung là những cái sân khấu thì lúc nào cũng không thể thiếu những bài nhạc sôi động đúng không? Đúng rồi. Mà những bài nhạc đó là cần phải những bước nhảy. Đúng rồi, nếu ca có nhiều ca sĩ nó ca ca thì nhạc remix thì rất là nhiều. Nhưng mà ca sĩ mà vừa ca nhảy là thấy hình như là không có ai. Không có ai, ngày xưa là chỉ có cái gì bé Châu á, nó vừa ca vừa nhảy rồi. Được. Còn bây giờ hình như là thấy không có ai. Tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cục hơi của người hát. Nhảy hồi là ca không nổi được, chỉ nhảy ít thôi chứ không dám nhảy nhiều. Nhảy nhiều là tụt hơi là ca không có được. Đúng rồi, cho nên là anh hôm nay là lần đầu tiên mà vừa ca vừa nhảy. Nhảy ở đó chưa, không dám nhảy nhiều. Bây giờ cái thế mạnh của anh thằng nhảy phải thể hiện nhiều vô. Nhưng mà biết trong cái đó nó chảy thảm hay là gì? Trong đó cũng sân khấu cũng êm, cũng mịn. Nhưng mà chảy thảm không? Ở dưới nền mình có chảy thảm không? Hình như có thảm. Hình như có thảm. Chứ thường thường là vũ trường là nó bằng gạch nó dán gỗ nhưng mà đánh bóng láng có độ mịn thôi. Cũng như mình nhảy nó ít mệt hơn, ít mất sức hơn. Còn mà cái sân khấu này là nhảy hồi là chỉ không có nhảy được về súp xe đen gì, mình nhảy súp xe đen rồi súp của đen đúng không? Súp lơ đen. Súp lơ hả? Súp lơ đen. Súp xe súp lơ. Súp lơ là luộc ăn anh. Không, cái tên của gì, cái tên của súp phồ, súp phồ chứ không phải súp lơ. Lơ đen. Súp lơ thôi. Rồi thì về gõ mạng ơi, nghe biết rồi gì nó chạy trên mạng, trên TikTok cũng có đẩy gì. Dạ. Ok anh, chúc anh may mắn nha. Bắt tay anh okay. Lấy hơn. Chúc anh may mắn, cảm ơn anh rất nhiều. Những cái đêm của Ngoài Xa Miệt Vườn anh đã tới ủng hộ và nhảy rất là nhiệt tình. Rồi chương trình rất là sôi động, cảm ơn anh nha. Dạ, chúc anh may mắn. Riêng em sẽ dành cho anh một cái vé ưu tiên, vé 2.000, vé không cần cát. Dạ. Rồi anh lấy số chưa anh? Chưa, anh đang chờ giấy. À, đang chờ giấy hả? Đó. Cảm ơn anh rất là nhiều, cảm ơn bà con cô bác. Hiện tại em đang có mặt tại quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hôm nay lần này cát cuối cùng thứ 6. Hôm nay là ngày 29 thứ 6, lần này cát cuối cùng của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 3 luôn. Cho nên là bà con cô bác nào mà chưa tới, chưa bữa giờ là bận biểu công chuyện này kia, là chỉ còn một cơ hội cuối để mình đến với mùa 3. Còn nếu không mình sẽ lỡ mùa 3, mình qua mùa 4 nha cả nhà. Mùa 4 là phải Tết năm sau vô, Tết vô bắt đầu là mình mới cắt, mình mới khởi động lại chương trình đó. Rất là mong bà con cô bác hãy tới tham gia nhiều để mùa 3 mình vui. Tại vì là mùa 3 là giọng hát hay cũng có, nhưng mà đang thiếu những cái người mà vui, những cái người mà sôi động giống như là anh đây. Thật là may ngày cuối đã có anh Hân ha anh. Thật. Anh Thanh, dạ, ngày cuối là có anh Thanh là một người đó gọi là truyền nhân của Sang Hạnh Hưởng. Anh có anh Sang Hạnh Hưởng chưa anh? Có Sang thì ta thì vui thôi, nhảy thì dạng như không có cái vương của Miệt Vườn thôi, không có qua bài bản, không qua cái bài bản, không có một cái bộ tổ hợp nào gọi là cụ thể. Nhưng mà nếu mà nước nhảy của Sang thì anh gọi là cái đó trong freestyle, không có tên ha, là tự chế thôi, tự chế nhảy.
đó. Cho nên là hôm nay anh xuất hiện anh sẽ nhảy những cái bước nhảy súp lơ đen. Sexy đen. Đó, và súp lơ đen. Cha. Disco. Làng lá không biết. Làng lá luôn, làng lá là anh múa hả? Múa tay hả? Đâu, để đi, làng lá bây giờ nó cũng nổi trên TikTok á. Em biết rồi. Ok, rất là chờ mong cái tiết mục của anh. Cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Hãy đến hội quán ngôi sao miệt vườn, casting ngôi sao miệt vườn mùa 3 nha.